Sáng nay ngày 22 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, trung tâm, đơn vị báo chí, truyền thông liên quan để thảo luận, triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết cả nước hay thế giới thì số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại và có nhiều biến thể mới khó lường nguy hiểm. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh công tác tiêm chủng là biện pháp quan trọng nhất cho phòng chống COVID-19 để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Song Phó Chủ tịch thành phố cũng cho biết hiện số lượng người tiêm mũi nhắc lại, mũi bổ sung rất thấp và phần lớn là do người dân đang có tâm lý chủ quan, chưa có nhận thức đúng đắn về hiệu quả tiêm chủng các mũi nhắc lại bổ sung. Các đơn vị y tế và đơn vị báo chí truyền thông cho biết để đảm bảo công tác tiêm chủng như mũi trên, cần xác định rõ đối tượng tiêm, đưa ra những kế hoạch truyền thông phù hợp với các đối tượng, xây dựng nhiều tin bài chính thống về công tác tiêm chủng phát trên báo đài, các trang web của các đơn vị y tế để hiểu đúng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, quyền lợi khi tiêm chủng. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cần xác định rõ tiêm vaccine COVID-19 cho hai đối tượng chính là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và những người chưa tiêm mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4, mũi bổ sung. Đồng thời đề nghị các đơn vị thông tin truyền thông trên địa bàn cần phối hợp tăng cường tần suất tuyên truyền, truyền thông với nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu, nhận thức đúng về việc tiêm chủng những mũi này.